để khẳng định mình. Xin chào các em. Hôm nay thầy xin giới thiệu cho các em về khóa sinh học dành cho học sinh lớp 10. Có thể nói là mọi con đường đi nếu chúng ta định hình được từ sớm, chúng ta sẽ đến đích nó sớm hơn và cái việc đến đích nó sẽ an toàn hơn. Điều đó thầy đang muốn nói là cái gì đây? Khi các em bước vào lớp 10, ngay từ lớp 10 các em đã định hình được cho mình khối thi, các em định hình được cho mình trường các em sẽ thi và từ đó các em xác định rõ được rồi, các em thực hiện cái ước mơ ngay từ những ngày đầu lớp 10 thì sau này cái đích của các em đạt được nó sẽ dễ dàng hơn, đúng không nào? Vậy thì với các em học sinh lớp 10, cái khóa sinh học thì sẽ xây dựng như thế nào để có thể đảm bảo được là việc học của các em có đầy đủ mọi kiến thức, trang bị cho các em kiến thức tốt nhất để sau này các em có thể học lên lớp 11, 12, các em tự tin để các em đi thi được, các em nhé. Vậy thì sau đây thầy xin giới thiệu cho các em về cái chương trình sinh học lớp 10 mà thầy sẽ xây dựng gồm 3 khóa từ cơ bản đến nâng cao như sau để đảm bảo cho các em kiến thức đầy đủ và việc học các em đạt hiệu quả cao nhất. Thầy các em chú ý. Thứ nhất, khóa đầu tiên thì sẽ xây dựng cho các em đó là khóa sinh học lớp 10. Khóa này thầy trang bị kiến thức cho các em từ cơ bản đến ngưỡng kiến thức nâng cao các em nhé. Từ cơ bản trở đi. Có nghĩa là tất cả những em nào dù chưa biết một kiến thức nào về sinh học thì đều nên học qua cái khóa học này. Vậy thì cái khóa học này nó sẽ được cấu trúc như thế nào? Theo chương trình sinh học phổ thông thì lớp 10 nó sẽ có 3 phần. Phần 1 giới thiệu về thế giới sống, phần 2 sinh học tế bào và phần 3 là phần vi sinh vật. Vậy thì khóa học này sẽ trang bị cho các em tất cả những kiến thức. Đầu tiên các em phải hiểu được là sinh giới này có bao nhiêu giới và nó được tổ chức theo nguyên tắc như thế nào. Sau đó mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. Vậy thì chương trình học tế bào sẽ trả lời cho các em tế bào có cấu tạo như thế nào, trong tế bào sự chuyển hóa vật chất diễn ra ra sao, sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể như thế nào, và cuối cùng đó là quá trình phân bào. Phân bào chính là một phần mà thầy sẽ đề cao rất nhiều vì từ phân bào đấy là nền tảng để cho các em sau này các em học về các cái quy luật di truyền, ví dụ quy luật của ông Mendel mà các em đã từng tiếp cận ở lớp 9, hay là sau này các em học về đột biến biến dị thì cũng đều liên quan đến quá trình phân bào. Đó là kiến thức ở khóa này thầy sẽ xây dựng. Khóa học này với mỗi một bài giảng thì đi kèm với nó là một đề thi. Đề thi đấy để giúp cho các em ôn luyện kiến thức mà các em học trong cái bài giảng đó. Quá trình tổ chức như thế sẽ làm cho việc học của các em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cứ mỗi bài giảng học xong chúng ta lại nghỉ lại, chúng ta để làm một cái đề. Cái việc làm đề đấy nó cho các em khắc sâu kiến thức của cái bài giảng đó các em nhé. Và sẽ trang bị cho các em đầy đủ kiến thức về sinh học thông qua khóa học này. Nhưng khi các em có đầy đủ kiến thức rồi thì cái các em cần là phải khắc sâu nó, đào sâu nó, kiến thức vận dụng và vận dụng cao. Vậy kiến thức vận dụng cao đó chính là khóa nâng cao. Khóa nâng cao. Nâng cao. Sinh học 10. Khóa này thì sẽ cung cấp cho các em những cái kiến thức ở mức độ nâng cao. Và tất cả những kiến thức ở mức độ nâng cao đó, khi các em được trang bị, các em sẽ tự tin để giải quyết các cái câu hỏi, các cái dạng bài tập khó và rất khó trong các cái đề thi. Vậy thì cái khóa học này nó sẽ được xuất phát sau khi các em học được một khoảng thời gian nhất định, học được một lượng kiến thức nhất định của cái khóa sinh học này. Không phải là khi nào các em xong khóa này thì mới phát hành khóa này, mà sự phát hành này có sự song song. Sau khi các em chạy được một khoảng một phần kiến thức của khóa học sinh học 10 này thì thầy sẽ phát hành cái khóa nâng cao này, và nó có sự gối nhau, từ đan xen và gối nhau để làm cho có sự logic trong cái việc học của các em. Và sau khi các em học khóa nâng cao này thì các em cần phải vận dụng những kiến thức đó vào việc giải quyết các cái bài tập, các cái đề thi. Vậy để vận dụng giải quyết vào các bài tập, các đề thi thì thầy tiếp tục bổ sung cho các em một cái khóa gọi là khóa luyện giải. Bài tập và lý thuyết. Lý thuyết kèm nhé.
Khóa này có thể nói là một kho tàng các cái câu hỏi vận dụng cao. Đó là cái kết quả của quá trình thầy đã dày công để đọc, để biên soạn và sưu tầm lại những cái câu hỏi, những cái đề thi ở trong tất cả các cái đề của các tỉnh trên khắp đất nước này thông qua nhiều năm qua. Cùng với đấy là cái kho tàng kiến thức mà thầy đã dày công để thầy biên soạn ra. Thầy sẽ đưa vào cái khóa học này giúp cho các em có thể vận dụng tất cả những kiến thức được thầy trang bị ở hai khóa học trên, từ đó đưa vào khóa luyện giải này để cho các em hiểu được là một câu hỏi, một đề thi thì các em cần phải trình bày như thế nào để đạt điểm tối đa, và cái kỹ năng trình bày các em cần phải làm như thế nào. Thì thông qua khóa học này thầy sẽ cung cấp cho các em. Chỉ có điều các em cần lưu ý khi các em học ở những cái khóa học này này, điều mà các em cần phải nhớ đó là với mỗi đề khi thầy cung cấp, thầy sẽ có file bài tập đính kèm, và những cái file đó các em cần tải xuống, các em cần phải làm thật chi tiết ra. Sau khi các em làm xong, các em mới được xem video thầy chữa. Học như thế các em sẽ rất hiệu quả, tránh tuyệt đối việc các em vừa nhìn đề cái các em đã kích xem thầy chữa luôn. Như thế là cái đầu các em không được vận dụng hết khả năng của mình. Cái khả năng tư duy của các em nó sẽ được phát huy tối đa và nó sẽ khắc sâu kiến thức khi với mỗi một bài tập các em nhận được, các em tự giác các em làm. Sau khi các em làm thì các em hẵng xem video thầy chữa, và qua quá trình xem video chữa, các em thấy là mình thiếu ý gì, thừa ý gì, phương pháp nào của mình đã hợp lý chưa, cách trình bày của mình có cần rút kinh nghiệm gì không, thì qua đó thầy khẳng định việc học tập của các em sẽ đạt hiệu quả rất cao. Thầy chúc các em khi tham gia khóa học này có một sự tự tin vào trình độ kiến thức môn sinh của mình, và để có thể tạo đà chinh phục những cái điểm số cao, những cái thành tích cao trong các kỳ thi mà cần sử dụng đến môn sinh học các em nhé.